Thưa quý vị và bà con, nhờ khí hậu ưu đãi, đất đai màu mỡ, hoa hồng Đà Lạt mang một nét riêng khác với các loài hoa hồng trồng nơi khác. Thế nhưng hoa hồng Đà Lạt đang đứng trước nguy cơ giảm sản lượng một khi nội ô Đà Lạt không còn nhà kính. Khi đó, thương hiệu hồng Đà Lạt có nguy cơ bị đánh mất nếu không có những giải pháp giải quyết kịp thời. Phóng sự sau sẽ phản ánh cụ thể hơn về vấn đề này. Từ chỗ trồng ngoài trời với các giống hồng leo, trường vi, hồng sắc pháo, Đà Lạt được biết đến là vùng trồng hoa hồng cắt cành có tiếng, không chỉ bởi màu sắc tươi tắn mà bởi hoa nở đều, cánh hoa to. Gần 20 năm trồng hoa trong nhà kính, ông Đại vẫn luôn tự hào vì đã góp phần làm phong phú thị trường hoa trong nước với nhiều giống hồng Đà Lạt phong phú về màu sắc, chủng loại. Lạc Dương thì nó y chang nhưng mà cái màu sắc nó không đẹp bằng đây, nhất là màu đỏ. Có nhiều cái bông mà màu sắc Lạc Dương nó bằng đây được. Bên cạnh những giống hoa đã có, gần đây nhiều nhà vườn Đà Lạt đã kịp thời cho ra những sản phẩm hồng ngoại cắt cành đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của người yêu hoa cả nước. Tuy nhiên, trước biến đổi khí hậu và những hệ lụy do phát triển nhà kính ồ ạt, nhiều nhà vườn trồng hồng lo ngại khi phải tháo dỡ nhà kính. Đà Lạt mình nếu không có nhà kính thì không làm thế nào làm hoa được, bắt buộc luôn. Nếu mà ra ngoài trời nó hư hết. Nói chung bây giờ làm bông hồng ngoài trời là không ăn được, không làm được. Tại vì bây giờ những cái giống mới mà nếu mà làm ngoài trời là nó hư ngay. Ở Đà Lạt, hoa hồng được trồng nhiều ở làng hoa Vạn Thành. Với sản lượng mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 60 triệu cành. Hoa hồng đem lại nguồn thu khá ổn định cho nhiều hộ trong làng. Dỡ bỏ nhà kính để bảo vệ môi trường là điều bắt buộc, nhưng sẽ yên tâm hơn nếu có những giải pháp để duy trì và phát triển hoa hồng Đà Lạt. Khi đó, thương hiệu hồng Đà Lạt hay cái tên thành phố hoa hồng mãi gắn với người trồng và du khách gần xa khi đến với Đà Lạt.